Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, tra từng đối tượng, ngay trong tuần học đầu tiên của năm học mới, các phòng giáo dục quận huyện và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẩn trương rà soát, triển khai chiến dịch phòng chống dịch sởi năm 2024 tại các trường học. Hôm nay, 13 em học sinh trường Mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp được trạm y tế phường tổ chức tiêm chủng tại trường. Trước đó, ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới, nhà trường đã phối hợp cùng cha mẹ học sinh khẩn trương rà soát, đối chiếu lịch sử tiêm chủng sởi của hơn 600 em học sinh tại trường. Đặc biệt là ở trường của mình thì có 2 trường hợp chưa bao giờ được tiêm mũi nào và phụ huynh cũng có cái suy nghĩ là sẽ không tiêm vaccine vào người bé. Nhưng mà nhà trường đã tuyên truyền vận động tất cả các bé ngày hôm nay tiêm cũng như là phụ huynh tự nguyện đăng ký tiêm tại địa phương. Thì như vậy là 100% các bé đều tiêm chủng bổ sung đầy đủ. Còn tại điểm tiêm phường 12, do số lượng trẻ đi học chưa tiêm đủ còn rất ít, nên được tổ chức tiêm tại trạm y tế phường dưới sự giám sát hỗ trợ của giáo viên hoặc trực tiếp cha mẹ học sinh. Đồng thời trạm cũng tiêm mở rộng cho nhóm trẻ trong cộng đồng chưa đi học nhưng nằm trong độ tuổi tiêm sởi. Bé hôm nay được 3 tuổi nhưng mà còn thiếu một mũi, bên trường rà soát là em còn thiếu cho nên hôm nay em cho bé ra trạm y tế phường tiêm cho đủ mũi. Bé tới là tiêm theo diện là ở quận đó, gửi giấy xuống yêu cầu là đi đến tiêm mũi sởi. Xong rồi mấy cô ở trường thì sẽ hỗ trợ là nhận hồ sơ rồi nộp cho các bé. Còn ba mẹ đi theo để coi, hoặc là ba mẹ nào mà không đi được đó, thì các cô trong trường sẽ đại diện dẫn đi. Giờ tụi tôi là tập trung là xử lý coi như là tiêm cho đầy đủ hết tất cả các trẻ trong trường học. Đó là cái môi trường, một cái nơi mà tôi có thể thực hiện được dễ dàng. Cái khó khăn ở cái vấn đề là cái người dân đồng thuận để cho trẻ tiêm đó. Và tiếp tục coi như là vận động và tuyên truyền ở dưới cộng đồng á. Đó là một số trẻ mà không có trên cái coi như là hệ thống chúng tôi á, đó, ở Vãng Lai họ mới về đây họ ở đó, thì sẽ vận động tiếp tục để coi như họ ra tiêm. Tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học là giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine phòng bệnh. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đạt mức độ bao phủ vaccine toàn diện, tiếp tục cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, ngành giáo dục và phụ huynh học sinh để nhanh chóng đạt mục tiêu góp phần chấm dứt dịch sởi tại thành phố.